Dạ rồi, em Thú Cô Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Nam giới thiệu cho anh em một cái bao của hãng Coolnet ha. Coolnet dòng đánh MOSFET và một cặp bô Panaray 302A cực chất luôn. Một cặp loa rất là chất để cái cặp này chúng ta để hỗ trợ lời cao kê là tuyệt vời luôn. Ha. Rồi em sẽ quay cho anh em xem cái bao trước. Cái bao là Coolnet, là cái hàng ráp tai anh em ha, hàng ráp tai thì nó cũng có là cái model là M01 đánh MOSFET ha, đánh 16 MOSFET JK ra băng. Đây thì nó thiết kế có mặt khoen nhôm trắng rất là đẹp ha. Thì hàng về nó cũng có một cái vết lông mèo nhẹ nhẹ đây nè, nhìn rất là chất, rất là dày ha. Xe ngang là 46 và cao lên là 18 phân và hậu sâu vào tầm 45 phân ha, và nặng vào tầm 25 kg. Và này là dần những cái bao này là dòng điện 220V ha, 220V. Thì phần nắp trên, phần nắp trên này em mở ra sẵn rồi để em cho anh em xem phần nội thất luôn. Để em dặn nhỏ nhẹ thôi. Đây là tổng thể của cái bao Coolnet M1. Sổ 2 tăng khô nguồn xiến, hai tăng khô nguồn xiến thì nằm phía bên dưới phía bên dưới dĩ mạch này ha. Và mỗi vế như vậy là đã 6 tụ lực nguồn. Và mỗi bên vế như vậy là sử dụng 8 con sò MOSFET JK, MOSFET là JK ha. MOSFET này sò nó in chữ, mà khi chúng ta nhìn ấy anh ta mới thấy được, với có cái ánh đèn nhìn mới thấy được nè, anh em thấy không? Đây, giống cái này nè. K đó ha, K105 1058, thì phía bên đây gọi là G. Để mình thấy nè, G một số 2 sao băng hết. Những sò MOSFET sao băng nó mới là những cái sò chất giá trị anh em ha. Đây. Đó, khi chúng ta nhìn nghiêng nó in chìm, nó in chìm qua in chữ nổi lên ha. Đấy, những cái mạch bao mạch xanh lét. Hai tụ vô, em chỉ lỡ hai cái tăng phô nguồn xuyến nằm phía dưới ha. Đây, thì phía tản nhiệt thì nằm phía bên hông đây hết, hai bên. Đấy. Giờ nó thiết kế cái mặt thay nhôm như thế này, mặt trắng rất là đẹp. Thì đối với những cái này nó không có volume ha, chúng ta sử dụng này là người ta phải có cái rè kiểm soát nó. Như là phần phía sau gồm ngõ nhạc vào và hai cái đầu lo, và điện là 220V ha. Đấy, và nó có công suất là 380W. Đấy. Rất là đẹp. Thì cái bao này với giá là 12.500 cho cái bao Coolnet ha, đánh hai nguồn xuyến và đánh độc lập, ví dụ như món quế này là 8 con này và 6 tụ lục nguồn, và tổng cộng là 12 tụ lục nguồn. Thì đối với những cái bao này chúng ta chơi được rất là nhiều dòng lo, đặc biệt là những cái dòng MOSFET này cho âm rất là hay, và đặc biệt là để anh em phối ghép những cái dòng lo cho rất là tuyệt vời. MOSFET là để chơi những cái dòng lo khó đánh và cho cái âm rất là ngọt, rất là hay ha. Rồi, đây là xong về phần cái bao, và cái bao là giá 12.500. Rồi cái tiếp là em giới thiệu cho anh em một cái cặp bô Panaray 302A. Đây là hai cái lưới căng sắt rất là đẹp. Bên này cũng vậy, nó nhỏ gọn như thế này thôi nhưng mà rất là chất ha. Đây. Thì nó sử dụng hai con gọi là hai con chép đi, hai con chép cực chất. Chép này nó bự và gấu hơn cái xí ngầu rất là nhiều. Đó. Thì nó cao lên khoảng tầm gần 40 thôi. Và nó có cái thiết kế dạng như thế này. Đó, dạng bầu ha, thông nó là bằng nhựa sợi thủy tinh, thêm đọc lên não là sợi thủy tinh tổng hợp rất là cứng và cho tiếng rất là hay. Đấy, thì phía trước có logo Boss nè. Thì cái này em để như vậy cho nó dễ nhìn, còn người ta để chọn xuống mới đúng. Chọn xuống thì chữ bô nó sẽ lật ngược lại. Đó. Và phía trong nó có thêm một cái bát 14cm nữa ha. Cái bên này cũng vậy. Toàn bộ nó thùng bằng nhựa hết. Đây là phần phía sau nè. Đây, phần phía sau. Đó. Và những cái dòng lo này là sử dụng ngoài trời.
Thùng vậy nó bằng nhựa thì nó chống nước rất là tốt, nhưng mà nó không có chống được những cái oxy của mưa gió, nên cái tem nó không có được đẹp anh em ha. Đây thì nó mất tiêu cái đây nè, 302A này, 302A và là cặp này là trùng Suri ha, nó là hàng Made in Mexico anh em ha. Đây là tạm lo bắt túi vào nè, và con này nó có số Suri nè, 00007BC nè, 007BC ha, và cái phía bên đây. Còn cái bên đây nè, 007AC, BC và AC là trùng cặp ha. Và nó có công suất min từ 100W và mát lên đến 400W ha. Những cái cặp này là cao kê rất là tuyệt vời, làm đôi lời ha. Thì đối với những cái loại cặp này, em đang đánh cặp này không cho nên em nghe nè, tiếng là cực kỳ dày ha. Đối với phần lời, mít, chép và trung cao là cực kỳ ấn tượng luôn. Anh em nghe cặp này là anh em kết liền. Đấy, em đang đánh chung với cái bao này và cái vang Gutin ha. Cho với cái phần mà dãy trầm trung cao nó rất là dày ấn tượng, giống như một cái cặp lò full đang đánh cho cái tiếng hơi nó dày như vậy. Thì đối với những cái cặp này chúng ta sử dụng cho karaoke gia đình làm lời rất là tuyệt vời. Nó có một sức mát mỗi một cái lên đến 400W rồi nè. Thì đối với anh em mà chơi trong cái không gian khoảng tầm 450m2 thì một cặp này làm lời là khoảng bao phê luôn. Rồi em xin kính chào nè. Và giá và giá là 5,5 triệu, 5,5 triệu vô cặp bô Panaray này ha. Thì đối với cái cặp này chúng ta ghép thêm những cái cặp low full, hoặc là anh em chơi cái cặp này trong cái không gian khoảng tầm 40m2 đi, chúng ta quấn thêm một cái súp nó là làm lời cực kỳ hay. Đấy. Và hàng mới in Mexico nè ha, xịn sò. Rồi, em xin kính chào nè. Và giá là 5,5 triệu và cái bao là 12,5 triệu ha. Dạ, em xin kính chào nè.